Trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, sáng nay ngày 10 tháng 5, Ngài Sandip Arya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cùng đoàn công tác, đã dự lễ khánh thành nhà lớp học 2 tầng thuộc trường tiểu học xã Nga Phú, huyện Nga Sơn do chính phủ Ấn Độ tài trợ. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và huyện Nga Sơn. Dự án nhà lớp học 2 tầng với 4 phòng học thuộc trường tiểu học xã Nga Phú huyện Nga Sơn được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tháng 3 năm 2023 với tổng kinh phí thực hiện khoảng 3,92 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ từ quỹ tác động nhanh của chính phủ Ấn Độ là 50.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 1,17 tỷ đồng và vốn đối ứng của địa phương là 2,75 tỷ đồng. Đến nay, sau một năm triển khai xây dựng, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh, trân trọng cảm ơn chính phủ Ấn Độ đã quan tâm đồng hành cùng với sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. Dự án nhà lớp học 2 tầng với 4 phòng học không chỉ tạo điều kiện để thầy trò trường tiểu học Nga Phú huyện Nga Sơn có thêm nơi học tập khang trang rộng rãi hơn mà còn góp phần giúp nhà trường đạt các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và địa phương đẩy nhanh việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương và nhà trường đưa công trình vào sử dụng hiệu quả nhất, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam, Ấn Độ nói chung, giữa tỉnh Thanh Hóa và đại sứ quán Ấn Độ nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh mong muốn thời gian tới, đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục quan tâm tài trợ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là tại khu vực miền núi và các địa bàn còn nhiều khó khăn. Ngài Sandeep Arya đại sứ đặc mệnh toàn quyền ấn độ tại việt nam bày tỏ vui mừng phấn khởi khi công trình do chính phủ ấn độ tài trợ đã hoàn thành đưa vào sử dụng và mong muốn nhà trường địa phương phát huy hiệu quả công trình trong thời gian tới ngài đại sứ cũng thông tin chính phủ ấn độ đang triển khai nhiều công trình tài trợ ở một số địa phương khác tại việt nam tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị địa phương hai nước trong đó có tỉnh thanh hóa